Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Hiện tại là phiên buổi tối ngày mùng 10 tháng 5 năm 2020. Xin chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và một buổi tối thật là hạnh phúc. Và hai số điện thoại mà các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở nhà em là 0393 998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377. Buổi tối ngày hôm nay thì nhà em vừa về bổ sung thêm một lô, đó chính là đai châu rừng bóc trụ, và thứ hai là bổ sung thêm một số ít kiều dẹt. Hàng kiều dẹt giờ hiếm thật đấy các bạn, hiếm và nó ít có, giá thành cũng nhập cũng hơi cao. Và thứ hai là đây, đai châu rừng hôm nay bóc trụ hôm nay về đẹp lắm các bạn. Đặc biệt là hôm nay lại có cả những cái dòng thanh niên nhỏ nhỏ xíu xíu hay này. Đó, hàng này thì đa phần người ta không bóc ra đâu, nhưng mà lô hôm nay thì được một cái lô nhìn rất là ưng. Nhiều bác thích chơi cái hàng cây nhỏ nhỏ ấy. Nhiều lô bóc trụ thì toàn cây to thôi. Hôm nay về bổ sung cây nhỏ, tha hồ các bác đặt hàng luôn ạ. Và rất là nhiều những dòng cây giống khác. Và nhà em thì nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương nhé. Đây là cái địa chỉ mới nhà em. Các bác đến nhà xem hàng thì hỏi đến địa chỉ là kho lương thực Gia Lộc, thì cách đó tầm 300m, hoặc là ngã tư Cầu Gỗ cách tầm khoảng 10 bước chân thôi. Các bác mà đi theo đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng ấy, thì tại lối rẽ xuống Hải Dương thì đi tầm khoảng 500m là đến nhà em rồi ạ. Và không để các bác lại chờ lâu nữa thì em xin điểm qua luôn những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay. Và phần kiều dẹt này thì em sẽ để cuối cùng, cùng với cái dòng đùi gà trắng. Nhà em còn một số hình, đó, hàng đùi gà đột biến. Nhà em để cuối cùng nhé. Và em sẽ đi qua những mặt hàng lăn rừng trước. Và tất cả những đơn giá là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển nhé. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền cước phí cho bên bưu điện. Tiền cước phí được tính theo bảng cước chung rồi. Và ngày mai em sẽ gửi hàng cho các bác. Tất cả những đơn mà các bác đặt hôm Chủ nhật thì cũng đều dành cho để ngày mai gửi hết nhé các bác nhé. Cái mặt hàng mà em háo hức để giới thiệu các bác luôn đầu tiên đó chính là dòng đai châu rừng bóc trụ. Thật ra cái lô nhỏ này thôi, nhưng mà nếu mà so với cái hàng rừng bây giờ các bác lấy ấy, thực sự là không hề có, không có luôn. Từ đầu năm đến giờ không có một lô đai châu rừng nào về. Kể cả những cái dòng cây nhỏ thì rất ít nhà vườn có vườn nào người ta bóc ra người ta bán cho các bác. Tại vì người ta trồng chưa đủ lớn, chưa đủ đến cái tuổi mà người ta bóc ra. Còn lô hôm nay thực sự là người ta đóc ra người ta cũng thấy hơi phí. Đây, cái cây nó nhỏ nhỏ như thế này đó, không khác gì cái hàng đai châu rừng của mình đâu. Những cây bản lá ngắn rất là đẹp. Đây, bản lá ngắn, bản lá xếp rất là đẹp luôn các bác ạ. Hàng hôm nay thì em chưa cân thử, tại vì hàng mới về buổi cuối giờ chiều, nên là chắc em nghĩ là cái số lượng cây trong một cân ấy thì nó cũng sẽ rơi tầm khoảng 15 cây đổ lại đấy. 15 cây đổ lại. Hôm nay cũng có cả cái loại nhỏ nhỏ 15 cây. Và duy nhất có một lô này, lô nhỏ xíu này. Lô nhỏ xíu. Cái hàng này thì hàng nhỏ ấy thì thực ra là bán cao hơn, lại giá nhập vào nó cao hơn là so với cái hàng cây to ấy. Tại vì sao? Cái này người ta trồng nó chưa đủ lớn ấy, người ta bóc ra người ta cũng không xích bán. Đó. Cây to người ta bóc ra thì được giá hơn. Nên là cái này nó nhập nó cao hơn là cái lô cây to một chút nhá các bác nhá. Đây. Có những cái cây đấy, những cái loại này chắc là phải rơi tầm 7 8 cây một cân này. Còn những loại nghe nghé nhỏ nhỏ này thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 12 đến 15 cây một cân. Đó. Hàng bóc trụ thì cây nó cũng là màu hoa trắng đốm tím thôi. Tuy nhiên thì bông cây của nó mướt hơn so với cái hàng rừng của mình, nên là các bác quá là thích thú với cái dòng này. Đó. Hàng hôm nay thì em xin phép bán với giá là 650.000 một cân nhé. Các bác thông cảm cái hàng cây nhỏ này nhập nó cao hơn là cái dòng cây to. Đây, còn cái loại cây to nhà em có này. Đây cái to bên đây. Đó, cây to đây thì chỉ có 630 thôi. Hàng này cây to từ 3 đến 5 6 cây một cân. Còn loại cây size nhỏ hơn thì là 650 một cân các bác nhé. Các bác đặt từ 3 cân giảm cho bác 10.000 một cân. Đó, tức là còn 640 với cả 620 một cân. Đấy là đặt số lượng từ 3 cân. Nhưng hàng hôm nay thì đẹp không thể chê một chút nào luôn ạ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cái dòng thuốc, vừa là một loại thuốc vừa là một dòng lan quý hiếm, đó chính là thạch hộc tía. Thạch hộc tía hàng đang có nụ hoa, và cái này thì có rất là nhiều những cái công năng cho một cái dòng sản phẩm này. Em bán là 300.000 đồng một cân. Giá này là giá em nhập lô này nó rẻ, nhiều lô nó còn 350 đến 370 một cân cơ ạ. Các bác tranh thủ mua nhé. Tiếp theo một cái mặt hàng vừa bổ sung ngày hôm nay đó chính là dòng ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch lô đợt này một số cây còn đang có nụ ạ. Lô đợt này thân của nó rất là mập ú luôn. Ô, ai nhặt đùi gà lại cho ngọc thạch thế này. Đó, đây hàng đen lên mầm gốc này rất là đẹp. Đó, cả khóm to khóm nhỏ. Ngọc thạch hôm nay rất là đẹp luôn các bác ơi, chỉ có 200.000 một cân thôi. Và em xin nói qua là tất cả những dòng lan rừng nhà em về số lượng nhiều, nên là các bác đặt combo cứ tầm khoảng mấy chục nghìn, tầm 5, 6, 7, 80 nghìn một giò ấy, thì bên em vẫn cân đối nhặt cho các bác theo cái đơn giá nhà em đang báo giá.
Đây là các bác cứ lấy combo tầm 2, 3, 4, 500. Tầm khoảng bao nhiêu loại mặt hàng hoa lan, thấp nhất là 50.000 đồng một bó. Thì bên em vẫn có thể cân đối để cho mọi người đủ một combo như thế nhé. Đó, để ai cũng có thể sưu tầm được ạ. Tiếp theo một cái dòng hàng nữa, đó chính là dòng hoàng thảo thập hoa. Thập hoa 130.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó, các bác cứ lấy khoảng 50.000 cũng được một giò đẹp rồi ạ. Hoàng thảo đùi gà tròn phải nói là lô hôm nay về đẹp mướt luôn các bạn. Đó, khách đến nhà người ta xem hàng người ta dỡ ra này. Đó, người ta nhặt. Thành ra là em cũng chưa dọn được hết. Đấy, đây cái bông, cái cây của nó này. Gà tròn vùng Tây Bắc hàng rất là tươi, có cả thân dài, thân lùn. Đó, hàng hôm nay thì đẹp không chê một chút nào luôn ạ. Em bán là 220.000 đồng một cân và 50.000 một bó, đủ một giò cho các bác nhé. Tiếp theo sang bên đây, đó chính là sơn thủy tiên. Đó, hôm nay sơn thủy tiên này có cả đây, hàng về hàng chip nữa này. Hàng chip sơn thủy tiên các bác này. Đó. Nhưng mà được cái là cái củ giả hành rất là mập. Hàng sơn thủy tiên hàng này là hàng rừng nhá, nên là cái giá thành của nó chỉ có 220 một cân thôi. Hàng rừng. Hàng này chưa biết họng, chưa biết mặt bông, 220 một cân. Còn tiếp theo đây là cái dòng sơn thủy tiên hàng đột biến là hàng họng nâu đậm này. Đó. Hàng này thì hôm vừa rồi nó tàn hoa rồi, giá ban đầu khi nó có hoa thì là 600, còn bây giờ em đang bán giảm giá chỉ có 550 một cân ạ. Thế các bác có thể sưu tầm vài lạng cũng được. 550 một cân hàng đột biến. Kiếm đỏ hồng hoàng, kiếm hồng hoàng này rất là dễ chăm dễ trồng. Loại này em bán là 130.000 đồng một cân. Hôm nay vừa về cập bến thêm một lô hoàng thảo trúc mành. Và trúc mành thời điểm này một số cây đang có nụ, một số cây thì đã đang hoa và tàn hoa. Đó, trúc mành hôm nay về lô rất là nhiều nhá. Hàng này thì rất là nhẹ luôn. Đó, rất là nhẹ, hàng dân người ta mới khai thác về này. Trúc mành em bán là 250 một cân, hoàng thảo trúc mành. Đó, hoàng thảo trúc mành đấy ạ. Ngoài ra bên đây thì đó là dòng hoàng thảo u lồi này, một cái dòng hoa cũng nở hoa vào dịp Tết, hàng đang lên mầm lên chồi. Loại này em bán là 250 một cân, hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo diệp cách 250.000 đồng một cân, hàng hiện tại thì đang xuống lá và 70.000 đồng một bó, 250 một cân. Tiếp theo là hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Đó. Hoàng thảo tam bảo sắc em bán là 250.000 đồng một cân và 50.000 một bó, thì em bó tầm khoảng 50.000 cũng đủ một giò rồi. Loại này rất là nhẹ luôn. Hôm nay thì em vừa cập bến thêm một lô hoàng thảo trúc đen. Nói chung hàng thì rất là đẹp. Đó, hôm nay có cả thân lùn này, thân dài hơn một chút này. Và thời điểm bây giờ đang là cái thời điểm mùa hoa của hoàng thảo trúc đen nhé. Đó, hàng rất là xanh mướt luôn. Trúc đen bình thường 230.000 đúng không ạ? Thị trường bán ra còn 250 cơ. Lô hôm nay thì em sẽ để giá chỉ có 220 thôi. Hôm nay thì em nhập nhiều hàng, em sẽ để giá hữu nghị các bác. Và cái dòng hoa trúc đen thì hoa màu vàng rất là thơm. Hàng hiện tại đang có nụ hoa nên được các bác rất là ưa chuộng. Đó, riêng hoàng thảo trúc đen đấy ạ. Đã mời mọi người cùng chiêm ngưỡng một cái giò trúc đen. Đã nói về cái dòng này thì thực sự là hoa của nó sai hoa phải biết luôn. Rất là sai hoa. Một cái dòng hoa mà màu vàng cánh sáp á. Bông hoa của nó rất là thơm, cái mùi hương thơm của mật ong đấy ạ. Đó, rất là thơm nhá, thơm dịu ngọt luôn ạ. Trúc đen, miền Nam các bác quá là chuộng cái dòng này. Đó, đây một cái rề này. Ra hoa thì thôi rồi, khỏi biết luôn các bạn. Đó. Rất là tuyệt vời, hoàng thảo trúc đen 230.000 đồng một 220.000 một cân ạ. Ngoài ra thì hôm nay em có một chiêu một số hình trúc đen để các bác sưu tầm nhé. Nó cũng giá tiền nó vừa phải thôi. Ai cũng có thể sưu tầm được một rề trúc đen đẹp. Đầu tiên thì em sẽ đi qua hình số 1. Hình số 1 đâu nhỉ? Đây, hình số 1 đây. Hình số 1 là một rề rất là to. Đó, một rề này. Rất là to, rất là vĩ đại luôn. Và rất là nhiều lá quá nhá. Rề này em bán là 350.000. Rề số 1 trúc đen. Đấy, nguyên một rề các bác về các bác ốp nguyên. Sau này ra hoa thì nó cũng sẽ rất là sai hoa như cái giò vừa rồi em giới thiệu các bác đấy ạ. Đây, cái này, cái giò số 2 này đang nụ chi chít này. Đây là hình số 2, hình này 250. Hình này nó ngắn hơn, bé hơn, 250. Nhưng mà nói về hoa thì rất là nhiều. Đấy, hoa này, đó. Nó chưa nở hết hoa thôi. Kể cả những cái giò khác ấy, nó chưa sưng nụ hết. Hình này 250, hình số 2 nhá. Đây là hình số 2, trúc đen là 250 này, đó. Tiếp theo là hình số 3, một cái giò mà rất là nhiều lá này. Đấy, 170.000, 170.000 cái hình số 3. Đó, một giò đẹp, 170 này. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 là một hình 220.000. 220.000, đó. Hình số 5. Đây. Không biết là nãy em quay cái hình số 2 chưa nhỉ? Hình số 2 là 250 này, đang rất là nhiều nụ. Hình số 3 là 170.000. Hình số 4 là 220. Tiếp theo là hình số 5.
là một hình 200.000. Đó, một dề luôn 200.000. Hình số 6 đây, một hình 170.000. Ngắn hơn, nhỏ hơn nhưng cũng rất là nhiều nụ hoa. Đây là hình số 6 này. Hình số 7 là một dề thân rất là dài. Đây, một dề thân dài. Đây, bông hoa của nó, những nụ hoa nó đang lên này. Đó, hình số 6 đây. Hình này em bán là 180.000. 180.000 cái hình số 7 nhá. Hình số 8 đâu nhỉ? Đây là hình số 7 này. Đây là hình số 8 ạ. Hình số 8 là một hình rất là dài nhá, nhá. Hình dài lắm. Đó, nó phải hơn 1 mét. Đây, 230.000. Đó, rất là dài, nó phải dài tầm 1,5 mét đấy. Các bác nào thích hàng khủng thì lấy hình 8. Hình số 9, một hình to, bự, 700.000. Đây, cái bông hoa trúc đen đấy ạ. Hình này 700.000 này. Một bụi rất là to. Rất là to, rất là nhiều lá sum xê, to đùng luôn. Hình số 10, một dế to và rất là nhiều nụ này. Đó, nụ đây. Đấy, nụ này. Nụ nhiều lắm. Cái này thì bởi vì nó to quá. Và cây này đảm bảo các bác là nó rất là già đời rồi, nên là trồng trong rừng này, những cái rêu phong nó bám vào này. Đó, đây là rêu phong nhá. Chứ còn cái dề này rất là to này. Đó, dề này em bán là 1.000.000 đồng. Cái này em chưa xõa ra đâu nhá. Em mới buộc vào này. Đấy. Dề nó phải to thế này cơ. Dề này 1.000.000. 1.000.000 đồng cái dề này nhá. Và cuối cùng là hình số 11. Và cuối cùng là cái hình này là hình 11. Hình này em bán là 450.000. Một dề thân dài và hoa của nó đây. Ủa, cái này nó hoa nó chi chít luôn các bạn. 450.000. Hình này. Đó, đây, hôm nay có vài hình trúc đen để giao lưu các bác. Giá rất là hợp lý. Các bác lấy cái hàng dề khóm rời rời tầm nửa cân thì em sẽ lấy cái hàng rời ngoài đây. Còn nếu muốn lấy hàng dề kia thì em sẽ lấy những cái hình như em báo. Còn đây là cái dòng gì nhỉ? Kim thoa, 150.000 một cân, hoàng thảo kim thoa. Phi điệp vàng, 150.000 đồng một cân. Đấy, cái này chưa cắt tỉa này. Hàng nó hơi lộn xộn một chút, 150.000 một cân. Phi điệp vàng. Hoàng thảo ý ngọc đang lên mầm chồi và đặc biệt là đang có hoa, loại này em bán là 200.000 một cân. Hoàng thảo sừng, 50.000 đồng một bó. 50.000 đồng một bó được rất là nhiều luôn. Thì riêng cái dòng hoàng thảo sừng đợt này thì lô của nó, cây nó đây 50.000 cũng phải được rất là nhiều, hơn một giỏ các bác ạ. Đây là hoàng thảo sừng đó nhá. Giáng hương cẩm báo 200.000 một cân. 200.000 một cân giáng hương cẩm báo. Thì có cả cây to và cây nhỏ này. Hoàng thảo hương vani, nay về có tầm 2 bó thôi. Hương vani, hoa rất là thơm. Đó, 250.000 đồng một cân. Hương vani. Tiếp theo là hoàng thảo trúc ngọc, 200.000 đồng một cân. Hoàng thảo trúc ngọc. Hài Henry, 180.000 đồng một cân. Hôm nay thì em về có một chút hài đuôi công này. Và em vẫn bán theo phần nhá. Một phần đủ các bác một giò này, hài đuôi công. Mỗi phần như vậy rơi tầm khoảng 130.000. Là các bác được một phần hài đuôi công. Một giò rất là đẹp. Đó, 130.000 nhá. Em có một cái dề đuôi công rất là to này. Đó, cây rất là to mà vự. Đây, một dề này. Đó, đây, một dề to. Đấy, một dề này rất là nhiều cây và thứ hai là nó toàn những cây to nhau nhá. Một dề này em bán là 280.000. Còn đâu em bán theo phần là 130.000 một phần. Những cái phần còn lại là 130.000 là đủ một giò các bác này. Cái lô đợt này cây nó rất là tươi và đẹp luôn. Em có hai cái bó tóc tiên. Đó. Đấy ạ, mỗi bó như vậy là 40.000 này. 40.000 một bó tóc tiên. Đủ một giò. Mặt hàng tiếp theo đó chính là kiều tím miền Trung hay là kiều hồng. Và các bác lưu ý giúp em nhé. Dòng kiều này là hàng kiều rừng, nó chưa sổ mặt hoa. Còn nếu mà nói về tím đậm ấy thì đó là kiều tím Yên Bái. Hàng Yên Bái thì rất là đậm. Còn đây là hàng miền Trung thì cũng có. Bông thì nó rất là đậm. Có bông thì nó sẽ hơi nhợt một chút. Nhưng đây đảm bảo các bác là dòng kiều tím. Đó, bản lá rất là dày dặn. Kiều tím, kiều hồng, bản lá dày dặn nhá các bác nhá. Để tránh trường hợp một số bác về khi mà nở hoa thì các bác thấy cái màu nó hơi phớt hồng thì các bác bảo đây là kiều vàng. Thì các bác chỉ nhìn vào cho em là cái bản lá của nó kiều vàng và kiều tím khác nhau là cái bản lá rất là khác nhau đấy ạ. Cái lá dày và lá mỏng mình sờ mình biết rồi, nên là không thể nào nhầm lẫn sang dòng kiều vàng được. Đấy, để tránh trường hợp mình nhầm lẫn phân biệt giữa hai loại này nhau nhá. Đó, em bán với giá là 330.000 đồng một cân. Lấy từ 3 cân tính giá 320.000 nhá. Đây em có một cái đống này là hài mốc hồng này. Được nhiều lắm. Nói chung là em chưa cắt tỉa. Cả đống này em bán 50.000. Mai em sẽ cắt tỉa loại thì những cái cây nó bị hư nhá. Còn đâu là cả đống này em bán 50.000 hài mốc hồng. Và tiếp theo đó chính là cái dòng kim điệp xuân.
Đó, kim Đồ Sơn em bán là 140.000 đồng một cân, 140.000 đồng một cân. Và sau đây thì em sẽ chuyển ra mặt hàng thuần nhé. Đầu tiên thì em vẫn có là hồ điệp thì có màu hồng phấn, màu hồng đại, màu xanh và màu màu tím, nhưng mà màu hồng phấn thì em còn nhiều này, còn đâu các màu còn lại không rõ là nó có lẫn lộn hay không. Nhưng em bán đồng giá là 75.000 một cây. Đó, cái hàng này, hàng đang ngồng hoa, có cây 2 ngồng, có cây 1 ngồng. Hàng này Tết nó toàn từ 850 trở lên thôi ạ. Cái hàng này hoa bền, chơi hoa quanh năm. Có một số giò kiếm thái hoa vàng. Đó, hàng nhiều mã nhưng mà không phân. Giờ không phân được nữa. Đó, kiếm này bình thường là 180 này. Giờ còn số lượng ít em bán là 160.000 đồng một giò. Hồ điệp lá biên phát tài, cốc 2.8. Cốc 2.8 thì cây nó cũng nhỏ nhỏ, vừa vừa xinh xinh thôi. Đó. 55.000 đồng một cốc. 55.000 đồng một cốc. Chuyển sang hàng cây giống thì em có dòng đai châu Thái hàng giống 27.000 đồng một cốc, mua 10 tặng 1 này, 27. Thiên Nga 35.000 đồng một cốc, mua 10 cộng tặng 1 cốc. Thiên Nga nhiều màu, Thiên Nga giống nhiều màu. Phi điệp thì em có nhiều vùng miền khác nhau. Tuy nhiên thì hôm nay thì đáng nhẽ là về hàng ấy, nhưng mà xe thì không kịp gửi về, từ em từ Hà Nội gửi về. Thật ra là ngày mai sẽ cập bến hàng phi điệp, cũng phải đến 6-7-8 loại như hôm vừa rồi. Nhưng có một số mặt hàng phi điệp mới. Hiện tại thì em có thứ nhất là có phi điệp Philippines này, núi Chúa này, Di Linh Sơn, phi điệp Lai Trầm, phi điệp Mắt Đỏ, phi điệp Hòa Bình, thì còn vài cây cuối thì ngày mai lấy hàng mới đi. Nestor 5 cành trắng. Đó, những cái dòng này em đồng giá là 35.000 đồng một cốc, mua 10 cốc tặng 1 cốc nhá. Đây cây phi điệp này. Đây dòng Philippines là cây dài nhất, còn đâu những cái loại còn lại thì cây nó ngắn ngắn nữa thôi. Đó là Ki Đâm 2 rồi ạ, mua 10 tặng 1. Kiếm thì dòng kiếm Phan Chí Xanh Huế thì ngày mai em về cùng phi điệp nhá thôi nhá. Về cùng phi điệp nên là ngày mai thì các bác có thể tham khảo mặt hàng. Và lâu vừa rồi em cũng nợ một số đơn các bác ấy, thì ngày mai các bác là số lượng nhiều em lấy hàng mới luôn, là 35.000 một cốc, mua 10 tặng 1 nhá. Tiếp theo trên đây là còn hai chậu hàng Vĩ Thiên Cung Lỗ Bố. Ba chậu nhưng có khách đặt một chậu rồi nhưng mà chưa đóng hàng ạ. Cái này em bán là 290 một chậu, bình thường là 330. Đây còn một chậu, có một chậu giá hàng Pháp này. Một chậu này bán 180.000. 180.000 cái chậu giá hàng Pháp này. Tiếp theo bên đây thì em chuyển sang cái dòng Phụ Nữ Hoàng Hậu Hoa Xanh. Phụ Nữ Hoàng Hậu Hoa Xanh. Những cái dòng này thì thấp nhất cây trưởng thành đấy ạ, thấp nhất người ta cũng phải bán 150 trở lên khi mà người ta sang chậu mới. Còn này hàng này thì nó đang ở cốc, cái cốc này size nhỏ hơn. Đó. Đây, nhưng mà bụi của nó rất là nhiều thân nhá nhá. Đó. Chỉ có 95.000 thôi, mua 10 cốc à. Mua từ 3 cốc tính giá 90.000. Đó, đây là đấy. Còn đây là cái Phụ Nữ Hoàng Hậu Phụ Nữ Cam Lửa. 150 một chậu, đang lên mầm lên chồi cây trưởng thành rồi đấy ạ. Tiếp theo thì em có một vài cây này, cây gì? Dendro lá biên đột biến này. Bình thường này em bán là 100.000 đồng một cây. Nhưng đây toàn cây lỗi này. Hôm nay sẽ bán thanh lý là 100.000 đồng 3 cây. Đấy cho các bác về các bác trồng. Đấy 100.000 3 cây nhá. Có 2 lô này, hoặc bác nào lấy hết lô này là 200.000 6 cây này. Hàng này thanh lý bình thường 100.000 ấy. Đây có một cây này nó bị gãy ngọn mất rồi. Đó, hàng thanh lý thì nó không được đẹp đâu, nhưng mà được cái là Dendro nó rất là dễ sống. 200.000 cái lô 6 cây này. Bán xả lỗ luôn. Xả lỗ luôn nha các bác nhá. Còn đây là những cái chậu Phụ Nữ sô cô la, 250 một chậu to. Hoa rất là thơm, một số cây đang có ngồng hoa. Cửu Bảo Tiên Lavanda 160.000 đồng một cây. Đây những cây rất là to này. Và mua một cặp là 500.000. Phía bên ngoài đây thì em có những chậu đen rỗ mắt đen, 250 một chậu, rất là nhiều thân tơ. Hàng này cho hoa Tết đấy ạ, hoa rất là đẹp. Còn phía trong kia là những chậu đen rô xuân nhiều mầm, hàng đã thuần thì là 230.000 một chậu. Đó, đây là dòng đen rô. Phía dưới đây là những cái bộ đen rô nắng nhiều màu. Đen rô nắng thì em có những cái màu như sau. Và điều đặc biệt là các bác đặt số lượng nhiều em sẽ giảm giá cho bác. Ví dụ như các bác đặt từ 5 cây, giảm giá 5.000 một cây, mua 10 cây tặng giảm giá 10.000 một cây. Mua 10 giảm 10.000 tức là giảm hẳn 100.000 ạ. Thứ nhất là em có cái loại này là cái loại Dendro Pensoda. Pensoda là cây này là cây cũng khá là lớn rồi chứ không phải nhỏ đâu các bạn. Tại vì những cây nhỏ em nhập vườn vừa rồi ấy, cây nhỏ xíu chỉ bé bằng cái củ này thôi là người ta đã xuất hàng rồi. Đấy, lô đợt này em nhập nó giá tiền nó cao hơn một chút thì ra là cây nó nhỉnh hơn. Pensoda thì em bán với giá là 120.000 một chậu. Đấy, Pensoda hoa rất là thơm nhá. Và dòng này thì chiều của nó thì nó chỉ từ tầm khoảng dưới một gang tay thôi ạ. Đó. Nhưng mà được cũng rất là nhiều mầm.
120.000 đồng một chậu pensoda. Phía dưới đây là một cái loại rất là mới, đó chính là discolor, một loại hoa cũng màu vàng. Đấy, cái cỡ thân của nó này, hoa của nó màu vàng cũng khá là giống pensoda. Thì loại này em bán 80.000 đồng một chậu. Dendro lá biên phát tài 100.000 đồng một chậu. Ba vàng ba đỏ, hoa đột biến ba cánh vàng ba cánh đỏ cũng 100.000. Tiếp theo là những cái loại 80.000 bao gồm bò vàng này. Thứ hai là bun leng này, bun leng này. Thứ ba là thỏ. Đây là thỏ gì đây nhỉ? Thỏ đỏ này. Đấy, cây thỏ đỏ rất là nhiều thân, chỉ có 80.000 thôi. Hoa ra hoa quanh năm. Bun leng đây, thân nó rất là tơ mượt và loại này hoa thơm đấy nhá. CC White, một dòng hoa màu trắng tinh này, cây cũng khá là cao. Đây là cây CC White này. Đó, khách nhặt để nhầm khay. Còn đây là cây mắt rồng. Đó, Dendro mắt rồng. Thỏ xưa cũng là một cây lùn và rất là nhiều thân nhá, thỏ xưa đây. Tiếp theo sang bên đây là có cây kinh ba. Kinh ba, cây tơ rất là đẹp. Đấy, kinh ba. Nắng 4 nò. Nắng 4 nò thì cây mập hơn, cao hơn. Đây là cây gì đây? Đây là robot hoa thơm này. Đây một cây robot của nó ấy. Robot lần nào cây về nó cũng mập. Đó. Hàng hiện tại đang có nụ chỉ có 80.000 thôi. 80.000 của các bác có một chậu Dendro mà chơi hoa bền thì quá là thích. An ba xưa này. Rồng vàng này. Tiếp theo là cái gì đây nhỉ? Rồng xanh này. Rồng xanh này. Đó. Và thỏ đỏ, thỏ xưa. Rồi, đủ rồi. Đủ những cái dòng hiện tại em có rồi. Giờ chắc là nó rơi tầm khoảng gần 18 loại thôi ạ. Gần 18 loại. Em còn một chậu vương miện rồng xanh này. Chậu này là 230.000, bình thường bán 208, còn duy nhất một chậu 230. Đai châu thì em có dòng đai châu cam là 180.000. À xin lỗi, là cái chậu vương miện rồng xanh em hết hàng nhé. Đây là cái dòng đai châu nhỡ này, 95.000 một cây thôi. Loại này đai châu Thái, hàng nhỡ của Thái này, 95.000. Tiếp theo bên kia là những cái chậu gì nhỉ? Cửu bảo tiên 250 và 270 một chậu. Đó, cửu bảo tiên. Hoàng tử áo đỏ, cây phong thủy này. Cây rất là to, đẹp. Chưa có hoa. Cây này là 140.000. Cây phong thủy, hoa màu đỏ rực rỡ luôn. Đấy, có một số cây thì nó bị gãy ngọn hoa. 140.000 ạ. Còn tiếp theo là những cái cây vũ nữ ong vàng. 80.000 một chậu. Mua một cặp là 150. Tiếp theo là những cái bảng hoàng thảo vôi thuần. Hàng này thì nó chỉ từ một gang tay đổ xuống nhá. Đây là vôi tím đậm này, hàng thuần tại vườn. Em bán là 270 một bảng. Lấy mua hai bảng là 500.000 một cặp. Đây là em có một vài cây thiên nga thanh lý này. 150.000 đồng một chậu. 250 một cặp nhá các bác nhá. 150 một chậu. Hàng này thì hàng thanh lý. Thiên nga thì lớn đa phần người ta chơi củ thôi ạ. Em có một cái chậu kèn rừng Lào, hàng thanh lý này. Chậu này không để ý nó bị gập hai cái gốc này. Cái này về các bác có thể cắt ra ươm ki. Đấy, còn cái ngọn này với cả cái ngọn này. Ôi, nó cũng hơi xấu xấu rồi. Cái chậu này bình thường bán nó gần 500 đấy ạ. Giờ chậu này thanh lý nhìn nó xấu ghê. Các bác về các bác cắt ki ươm ki cho em nhé. Không để ý, nhà nhiều hàng quá. Cái này em bán là 200 đi. 200 cái chậu này để các bác chăm mầm gốc với cả ấy. 200 cái chậu kèn thanh lý này nhá. Kèn rừng Lào đó. Em còn một số chậu cát lay da này, 200.000 đồng một chậu. Còn một dề kiếm xích ngọc 200.000, 200.000 cái dề to này. Và cuối cùng thì em sẽ dành thời gian để em đi qua một số hình kiều dẹt nhá, với cả cái đùi gà trắng em còn số lượng ít thôi. Kiều dẹt thì em có những hình như sau. Cái này thì đợt này hàng kiều dẹt nó rất là hiếm, thành ra mua nó cũng hơi cao một chút. Và em chia thành phần. Mỗi phần thì đủ các bác một giò. Và dòng này thì nó quý hiếm thế nào thì các bác biết rồi ấy. Đó. Một số cây nó còn đang chuẩn bị nụ hoa này. Đó, cây này đang có nụ hoa. Còn không biết các cây khác như thế nào. D1 là một hình 200.000, gồm thứ nhất là một dè này. Đây, cái này có hai nụ này. Đó, hai nụ, các bác nhìn nào. Đấy. Tự nhiên hôm nay nhìn thấy cái nụ này. Đó, một dè này. Hai dè này. Ba dề này 200.000, hình D1 nhá. Em chuyển sang hình D2 là hai dề 220. Cái này chỉ có hai dề nhưng hai dề rất là cao, rất là dài. Đấy, dề số 1 này rất là dài. Đây, dề số 2 này cũng dài. Hai dề này là 220, hình D2. Hình D2. Tiếp theo D3 là một hình 220.000.
Cái này thì gồm có xem nào. Đây ạ. 1 dề. 2 dề nhỏ này. 3 dề này. 4 dề này. 4 dề này. Em bán là 220 D3. Tiếp theo là D4. D4 là một hình 230.000. 1 dề này. Đây là 2 dề này. Đây dề số 3 rất là to. Đấy dề này 3 dề 230.000. Đấy một giò kiều dẹt rất là đẹp. Cái này mà thuần lên chậu thì giá trị nó cao lắm. Đấy cái này em chia thành phần đủ các bác một chậu nhá. D4 này. Tiếp theo D5 cũng là một phần 230.000. Gồm các dề nhỏ hơn. 1 dề nhỏ này. 2 dề này. 3 dề nhỏ này. 4 này. 5 dề nhỏ này. 6 và 7 dề này. 7 dề nhỏ nhỏ xinh xinh này gộp với nhau thành một cái hình là D5 là 230. Tiếp theo D6. D6 cũng gồm là một hình là 230. Cái này cũng gồm những cái hình dề nhỏ nhỏ xinh xinh này, 1 này. 2 này. 3 này. Đấy dề này nó to hơn một chút, 4 này. 5 dề. 5 dề này cũng 230.000 D6. Tiếp theo là D7 là một dề nguyên. Dề này nó khá là nặng nhưng mà cái là ít lá, thành ra em để cái dề này chỉ có 150 thôi. Đây là D6 này, à D7 này. Cái này là D7. D8 là một hình 230. Có một dề nhỏ này. 2 dề ạ. Đấy 3 dề. Rồi cũng dề thứ tư đây. Đó, 4 dề này là 230.000. D8. D9 gồm 2 dề ít lá. Em dề số 1 này không có lá nào. Dề số 2 thì có 2 cành cao và cái này cũng ít lá. Về các bác xem mầm gốc nhá. 2 dề này em bán thanh lý 90.000. 90.000 hai cái dề thanh lý này. Đấy là D9. À quên. Ờ đúng rồi, D9. Tiếp theo là D10. D10 là một hình 180. Hình này nhiều khóm nhỏ với nhau nhá các nhá. D10 180 này. Cái này nhỏ xíu xíu thôi. Đấy. 2 này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 này, 9, 10, 11 gì đó. Đấy, nó nhỏ xíu xíu này. Đấy, cả lô này em bán 180. Cái này cho các bác mới này làm giống này. D10, D11. D11 hình này là 200.000. Đây hình D11 còn có 1 dề này. Đây là 2 dề này. 3 này. 4, cái này nhỏ nhỏ này. 5 nhỏ nhỏ. Đấy, 200.000 D11. Và cuối cùng là D12, 150. Cái này cũng toàn cái khóm nhỏ nhỏ thôi. Đây, một khóm này. 2 này. Đây, 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Đấy, 7 8 9 10 11 12. Đấy toàn cái nhỏ xíu xíu này. Em gộp vào một đơn D12 là 150 nhá. Tiếp theo thì em còn vài đùi, hình đùi gà trắng. Đây, cái hàng này là hình đùi gà trắng mà khách chốt thì em chưa đóng hàng này. Đấy cái bông hoa của nó đây ạ. Nó rất là đẹp tuyệt vời luôn. Đây là dòng đùi gà trắng đột biến nhá. Em còn một số hình nhỏ nhỏ lẻ này. Đây là G87 này. G87 ba mầm gốc rất là dài. Đây cái mầm gốc nhỏ nhỏ nó cũng chưa lên này. 1 2 3 4 5 6 7 8 thân. Đấy 330.000, 330.000. Đây là G87. G88. G88 cũng là một hình 330. Đây hai mầm gốc đang lên, ba mầm gốc đang lên rất là dài này. 2 4 6 8 9 thân. 330.000. Đấy hình này 330 này. Đây là 88. G8 đây là G51, 200.000 gồm hai khóm. Đây hai khóm này. 200.000 đều đang mầm gốc lên này. 200.000, đây là G51 này. Tiếp theo là G85 là một dề to, rất là nhiều mầm gốc luôn, chi chít luôn. Cái này phải 1 2 3 4 5 6 7 8. Cũng phải trên chục mầm gốc, khoảng tầm 12 13 14 mầm gốc gì đấy. Và cái này rất là nhiều thân. Dề này đang có hoa nó tàn này, 800.000 dề này nhá. To lắm, 800.000. G95 190.000.
Hình này thân rất là dài đẹp. Đây thân tơ đây. Muốn tội cái mầm gốc nó dài của nó bị bung mất rồi. Đợi mầm gốc mới nhá. 190 ba thân này. Và G94 200.000 cái thân này. Thân này đang mầm gốc đang hai mầm gốc đang nhú nhú nhỏ nhỏ này. Đó. Còn đâu là cái này gồm 2 4 6 thân. Đây là 94 200.000. Và có một cái dề to. Đây là dề G72 2.180.000. Đấy, cái này các bác hôm nay em đếm thân nhiều lắm rồi. Các bác có thể xem video lúc trưa ấy là các bác biết rồi. Cái số lượng thân cái này cũng phải đến 36 37 thân đấy và rất là nhiều mầm gốc ở dưới. Và đây vào một cái dề nữa là dề này. Dề này vừa bố em cho lên trên chậu. Đấy rất là nhiều mầm gốc đang tua tủa này. Đây bông hoa của nó đây, dòng đùi gà đột biến này. Đó. Dề này G71 2 triệu, dề này phải 40 thân tơ. Đấy, một dề đùi gà trắng rất là đẹp. Ngoài ra thì em còn một số cây đào thất thốn này, 550 một cây khủng. Còn những cây thân thẳng thì là 150 một cây. Đào thất thốn hay là đào tiến vua. Hoa tử đằng hàng dây leo thanh lý là 250 một cuộn. 250 một cuộn. Còn đây là nho hoa tử đằng hồng dòng thân gỗ. Thì loại này là 130.000 đồng một cây. 130 một cây, hàng thân gỗ. Đấy, cái cây này là cây bonsai này. Đó, các bác nhìn. Đó, để các bác tạo thế nhá. 130.000 một cây thôi. Tử đằng tất cả đều là màu tím ạ. Buổi tối ngày hôm nay thì em lên đa phần là những mặt hàng như thế. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393 998895 hoặc là 0966 121377. Đấy, tất cả những mặt hàng em báo trong video là chưa bao gồm tiền phí ship nhé. Ngoài ra thì còn cung cấp rất là nhiều những chế phẩm phân thuốc dành cho lan. À, em quên là em vẫn còn một số cái hình Trần Mộng Xuân. Em có một cái dề Trần Mộng này gọi là hình 1 này. Đó, một dề rất là nhiều thân tơ. Đây là Trần Mộng rừng thôi nhá, không phải Trần Mộng Sapa đâu. Đó. Dề này em bán là 200.000, dề 1. Tiếp theo là dề Trần Mộng số 2 này. Đấy, dề này nó to hơn, dài hơn, lá đẹp hơn. Dề này em bán là 280.000. Đấy, dề này em bán M2 là 280.000. Còn một mớ cái này nó lẻ lẻ này, lẻ lẻ gồm một dề này. Đó. Đây là dề số 2 này. Đấy. Đây là dề số 3 này. Và đây là một mớ hai cái dề nhỏ hơn. Đó. 4 5 dề này. 5 dề này. Em bán là 230.000. Đó, có 3 hình. Một hình là 200. Một hình 230 và một hình 208. Đấy, đây, 208 cây nó to. Mập hơn. Và sau đây thì em xin phép kết thúc clip và nhận đơn hàng các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.